Hello mọi người, nay em có rủ chị Năm vô quay cùng với hai anh em cho vui á. Em đang quay ở nhà ngoại này mọi người. Nhà ngoại nứt hết rồi mọi người, nứt hết luôn. Nhà ngoại tại ở Bình Định á, hơi nắng á, nên em với lại chị Năm có đầu nón á cho đỡ nắng cho mọi người. Đây em có quay món ớt. Ớt này mọi người, giờ mọi người xem. Nhìn thấy ớt thì sợ mọi người, tại vì hồi giờ thì chưa ăn ớt thì thấy ớt nó trắng xác làm bên lòng ghê ra đâu, nhìn thấy nó rợn hết cái da ngừ lên luôn á. Ăn thử đi Nam, chắc ngon lắm đó Nam. Thiệt, em cũng sợ á. Giờ ớt ơi, muốn làm món gì cho ngon anh Nam? Anh Tý. Anh Nam này nha. Hello. Thì anh Nam biết mà. Không, anh do anh thấy xem nhiều người làm món lấy lốt rồi, thì thôi anh em mình làm món nướng xe tới cho nó lẹ lẹ xíu. Năm thấy nào nè, chị cũng không biết nữa, nên mà chắc tụi em làm thử đi, mình thử mình trải nghiệm mình mới biết nó ngon hay dở, để mình phân biệt được à món này ngon món kia ngon, để mọi người quay lên để mọi người biết là con ớt này có thể làm được đủ thứ món và làm cái này làm cái kia đó. Tụi em cứ thử đi. Dạ, giờ đợi em làm thử cho mọi người xem thử. Thì món ớt đó thì bây giờ tụi em xác nhận là nướng sa tế anh. Dạ. Này nướng sa tế gồm có những gì thì em gọi giới thiệu cho mọi người xem đây. Gồm có sa tế, là chắc chắn có sa tế rồi nha mọi người. Có than, anh Tý mua thêm cồn đỡ có gì bỏ vô than cho nó hừng lên nữa. Gồm có rau, sẻ, xài ăn kèm với lại gừng nha mọi người. Gia vị này gồm hành, ớt, tỏi này mọi người, nước mắm, đường đây này mọi người. Đó, nói chung là có những cái đồ gia vị á mọi người. Thì trời ở Bình Định nó hơi nóng nên là vô nhà ngoại quay cho nó mát, nhà thị nó cũng hơi tù túng á mọi người, tại vì không có sân vườn á. Thì đi vô nhà ngoại quay, thì vô nhà ngoại thì trời Bình Định em biết rồi, rất là cháy nắng nên là thị đang mặc áo khoác và đậu nón, với chi cũng vậy. Nên thôi bây giờ mấy chị em mình để nướng đúng không? Dạ. Để ra đem đồ để nướng đi, mọi người một công việc cho nhanh. Rồi, đi, bưng ra. Mới rửa xong em cũng đỡ sẽ tới vô sẵn đó này mọi người. Thì lộc hành phụ bí chi nha mọi người. Thì thường con ớt này hồi xưa thì nghe cái tên gì nó cũng hay lắm mọi người. Hay gì nè? Gì? Mình trần gì đấy. Kiểu như là cái gì tên nó rất hay lắm, mọi người biết thì mọi người comment đi. Cái tài thầy cũng quên nè. Nhìn con nào con nói nó to á. Nhìn bóng bẩy á, nhưng mà thì thoát sợ mọi người thì không dám ăn đâu. Nướng lên nó ngon hả? Nướng lên thử anh Năm, anh thử cho ngon. Năm lên anh lên chắc ghiền luôn, hết sợ. Sợ chắc lúc nướng trời Bình Định nhờ nắng giờ chắc lúc nướng chắc kiểu mồ hôi bể trời luôn vậy à. Nhớ mới gọi là gái Bình Định đảm đang chi, ở đâu có biệt danh đấy trời. Quái đang gì tự tin là cho anh. Anh tôn Bình Định vô tôn này chứ. Gái Bình Định lên rồi chứ. Thì ở Bình Định mình tôn gái Bình Định chứ. Dạ. Trộn đều lên. Cho miếng nấm này cho nó thấm đi. Hơi nhiều ạ. Thank you.
trong thời gian than hừng này mọi người, giờ ớt cũng thấm lên này mọi người. Giờ em bỏ lên em nướng. Còn chị Năm để xách luôn. Ồ, to. Ớt này ớt nó đẻ. Đẻ. Ồ. Nắng chỉ là hầu rồi. Em kéo lên là xíu này cho nó bằng bằng đỡ được số con. Đang được cái đây rồi. Nắng. Rồi, nhìn cái mâm Thủy làm đẹp không? Quá hấp dẫn luôn. Quá đẹp vào mọi người. Nhìn cái chân của con ớt. Quá tuyệt vời. Đó, còn cái chi nướng tí nữa bỏ ớt chôn trên giữa đây nữa, quá đẹp luôn, quá hấp dẫn. Ớt nó con nào cũng to hết. Nhìn cái chân rồi. Bù. Thành vẽ đấy mọi người. Wow. Nước chấm Năm làm. Chị Năm ăn mà mọi người thử đi Năm. Em ăn trước đi, chị không có dám ăn. Chị sợ cái con này thiệt luôn. Thì không có dám ăn thì mọi người. Thì đi vô quay cho vui. Con chị này đứa em. To. Em ăn em mời mọi người. Năm ăn ngay. Năm ăn miếng. Ráng ăn miếng. Không, chị sợ lắm. Không hết chứ kìa. Ăn ngay. Thôi chị mời. Thôi chị mời. Chị Năm sợ chị mời. Chị anh sao mà cho chị Năm thèm mà sợ quá, hết sợ anh mới hay. Không. Rồi, em ăn ngay. Ngon. Nhìn ngon, nhìn được mắm Năm làm rồi chưa? Em mời mọi người nha. Để không? Ngon lắm. Em viết mạnh lên, viết mạnh lên rồi em ăn. Mời mọi người mời là kia quỷ như thế nào? Ngon không? Cái mùi thịt như thế nào? Mạnh. Nhưng là vừa ăn cũng ngon lắm. Năm ăn thử ấy ngon lắm Năm. Không, chị sợ lắm. Anh ơi, em ăn ngay. Ăn rồi tí nữa, tí vào ăn cho chị không dám ăn. Chấm vuốt nhiều lên. Rồi ăn thử miếng thơm vô chua chua ngọt ngọt. Quỷ. Thịt giống thịt gì không em chị? Em giống thịt gì? Thịt gì? Nhìn cái đuôi giống như thịt gà luôn. Nướng mịt. Tốt một hơi hộp luôn mọi người. Trong lúc Bí Chi review thì mời mọi người uống miếng nước. Nha mọi người, khát nước kinh khủng luôn ạ. Thôi lắm, béo béo. Cái đuôi nó to nữa. Nhìn ăn nó béo béo. Chị ăn cho chị Năm thèm luôn, chị Năm đụng ăn đi. Thì không dám ăn mọi người ơi. Không dám ăn thiệt sự luôn. Dâm hay gì cũng không dám em. Sợ, thở cũng không dám. Nước chấm ngon rồi á. Thì quên mời mọi người miếng thơm mắc lỡ ăn à. Mọi người thông cảm nha. Không cố ý. Mọi người miếng xài nè. Biếng Năm ăn thử đi Năm. Nước chấm ngon rồi. Giống đu ghè á. Chân là ăn béo 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 giống đu ghè. Năm làm miếng ấy mọi người ấy. Năm ăn thử ấy kia luôn á. Mang nỉ á. Năm anh thử đi, coi thành vẻ. Anh ngậm mắt ngon hả? Anh ngậm ỏi đây. Em chửi không biết anh hả? Không, thì anh Năm. Chấm á, anh mà anh đâu rồi nè.
khi anh giảng thì em cũng sợ ngập ngùng, kem anh vô ngon thiệt, nhìn béo 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 á. Chung là tàu thôi này nóng thiệt hay anh chơi ha, tiếng mà hôm này hết rồi anh thâm nặng. Mình quay từ lúc mấy giờ ta? 2 giờ đúng không ta? 2 giờ rưỡi. 2 giờ. Ừ, 1 giờ. 1 giờ ấy. 1 giờ nó mới nắng cỡ giờ chứ. Mình nướng mình làm lục đục nữa. Cũng mất mấy tiếng mọi người. Ướp rồi dây rồi. Tìm cảnh đẹp rồi quay đi quay lại rồi mọi người. Có chung đem một cái video cũng khổ công lắm chứ. Trời nhìn nước mắm năm sạch sạch. Có khi một video quay khoảng 10 mấy tiếng mọi người. Quay đi quay lại. Ngon quá. Ăn theo kiểu giống như anh sợ quá. Anh sợ là làm vậy á. Rồi anh sợ có những cái câu nói bất hủ. Mấy cưng bữa giờ chưa nói chuyện nhà ít, bữa giờ quên vừa phía cho nhà anh Lộc Hoàng Thị quay ảnh cho mọi người xem. Chọc anh sợ là thiệt cừ bệnh, anh nói những câu nói bất hủ. Anh sợ nói chuyện này vui nhất hả? Buồn mà được ơi. Buồn mà được ơi. Anh nói coi cơ bệnh. Năm anh thưởng con anh Nam. Anh cái đùa mà, anh cái trứng hóa cũng được. Chị không dám đâu. Anh ơi, em review cho mọi người thì thể em ngon nha. Ngon rồi mà chị Năm không ăn mọi người. Cái đùa gì rồi. Ui nè đùa nó. Nhìn em rất ngon nhưng anh rất ngon nhưng em rất tiếc. Ăn đâu mọi người. Giảm cân này. Không, cái đó cũng đâu mập đâu, điều sợ chị Năm sợ không ăn á. Nhưng anh rất ngon nhưng em rất tiếc. Anh gót bổ lắm á. Nhiều canxi. Ngon thử nước đấm. Nước chấm đúng rồi mọi người. Gọi là nước chấm Năm làm. Mạnh mẽ lên chơi. Cây. Cây à. Nghĩ chắc bỏ một củ xe đó. Cây này là khỏi tanh. Khỏi tanh. Nhớ kìa đây, nhớ lại thử thách hai chị em mình. Mà trong khi đó đi thử thách bị bò chóc mọi người. Bị bò chóc lột luôn. Tí lột luôn. Xong rồi cái mờ cam luôn mọi người. Mờ cam đăng lên ai cũng nói thử sao đăng lên mờ kém chất lượng. Thì mọi người thông cảm nha. Thì cũng không muốn đăng lên mà bị mọi người đánh giá vậy đâu. Thì lần sau thì sẽ rút kinh nghiệm. Tại vì đi quay một buổi chiều mà nó bị mờ vậy mà không đăng cũng uổng. Thôi đăng lên có kỷ niệm, có gì sai sót thì mọi người bỏ quay nha. À, cái chân nó xuống. Bây giờ không có thở, không có ái được, cái ống quần nó ấy quá. Xuống tím luôn mọi người ơi. Đó, tím. Tím luôn nè. Tím luôn. Tím hết luôn nè mọi người. Đó, chứ không phải là nói xạo đâu. Tím mà cứ bụp luôn mà. Thì nhẹ, mình mỏi ướt hết luôn, phải thay bộ đồ khác. Thôi cay quá. Quốc con thứ hai chơi. Mày ngon thiệt, ngon, đẹp. Thôi bây giờ chị quay cho tí vô ăn em. Không được, em quay ngược luôn, bê chị em cho vui. À, thể thao quay, quay bà em vô ăn luôn cho vui. Ok. Chứ chị không ăn mất vui. Thì bây giờ tí sẽ vào mời mọi người một con nha mọi người. Thì do chị Năm không ăn á thì có mình chi ăn một con mình cứ kê thì nãy giờ mọi người. Thì bây giờ tí mời mọi người một con nha. Bây giờ tí mời cho mọi người một cái đùi trước đi. Em cầm được không? Đưa chị quay cho. Không, để em cầm được á. Có chị vô cho vui. Đưa chị cầm à. Chị cầm được. Rồi. Nước chấm nè mọi người. Đó. Nhìn rất ok luôn. Nước chấm chị Năm làm nhìn thấy nó đẻ mọi người. Rồi bây giờ tí mời mọi người một cái đuôi nha. Tháo mũ ra đi chị. Chiều rồi. Thôn quê, thôn quê. Anh với bụi cây. Khi anh ở đây nó bay mùi xẻ này mọi người. Mùi xẻ tớ. Thịt thì nó cứ bị kiểu bị bùi bùi á mọi người. Nó cũng như thịt con dông á.
tí thái giống nè, còn mọi người ăn thì mọi người không biết như thế nào, tí thái ăn giống như con thịt dông. Chắc mọi ở có nhiều nơi sẽ không có con dông nha mọi người, chỉ có Bình Định, Phú Yên nên những nơi đó chắc chỉ biết con dông. Mẹ cái mâm này, mâm này chị Năm, chị Năm trang trí đẹp không mọi người, quá tuyệt vời. Anh ơi cho còn thịt nhiều luôn này mọi người. Quá trời luôn. Anh mạnh đi. Chi quay lâu mà vẫn còn ngại, hơi ngại. Tự tin lên được một xíu nhưng mà vẫn còn ngại nha mọi người. Thì tí thì cũng tự tin lên được xíu, tí cũng nay cũng ít sợ camera mọi người. Nói chung là mình làm mình chân thật. Mình ăn, mình quay lên ở ngoài thì mình ăn, mình quay lên ở ngoài mình ăn từ tốn đúng không? Mình quay lên mình phải ăn ngon miệng lên để mọi người xem, mọi người thấy vui vẻ, giải trí. Người gì? Của con thứ hai. Nên này em phải lên con thứ hai nha mọi người. Chứ còn cái... người ta thương mình là thương cái tính tình, cái nết nết, cái chân thật, cái hiền hậu, chứ không phải là mình ăn xấu là không có chồng không có con đâu, cứ ăn mạnh dạn lên. Người ta thương mình là thương cái tính tình. Chứ ở trong này mình ăn từ tốn, ở ngoài mình ăn bạm, cái đùi mình ăn nhiều sao được, đúng không? Đó, người ta cũng ghét thôi. Lắm tí cũng đọc mọi người có mình có bí thì tí cũng đọc hết nha mọi người. Mọi người nói là làm ẩm thực thì anh phải giống anh Năm đồ á, thì tí cũng sẽ tiếp theo ý kiến, những ý kiến kiểu góp ý kiến cho tí nha mọi người. Thì Chi vẫn còn hơi nay vẫn còn ngại, tí vẫn nói chứ bước ngại anh từ tiên lên, Chi nói đợi em cố gắng, đợi em cố gắng. Với lại mọi người kêu sao ở ngoài Thủy nó ốm mà vô trong hình nó mập hơn ở ngoài nhiều. Thiệt ra Thủy không có bị kiểu như không có có gọi là không ăn ảnh đến ta. Không ăn ảnh á. Không ăn video, không ăn ảnh, kiểu chụp ảnh là nó sẽ có ít đẹp hơn ngoài. Thôi mọi người ăn ăn, ăn mạnh bạo ơi. Ngon quá. Tí đăng video chắc buổi tối chắc mọi người lúc kia chắc mọi người làm mà thấy video đời chắc đứng xem nha mọi người. Ngon không? Ngon thiệt. Kẻ một buổi chiều đấy. Kẻ ngon luôn á. Mình ăn được anh. Chị Năm góp công làm là 40% á. Có kẻ lương hay tiền không? Có. Vô giận với tí kênh tí không có, không có mà kiểu không có tiền nhiều mà đỡ trẻ lương cho chị Năm đâu nha mọi người. Thì chị Năm giúp á. À. Thì nói vui á, à. Giúp gì đâu, chị em trong nhà thì quay ra vui thôi. Mọi người ủng hộ hai đứa em mọi người. Tại vì nó cũng chưa rành nữa. Thủy thì cũng chưa chắc là thì đã rành hơn hai đứa em đâu. Rành hơn ai đâu, nhưng mà thì chắc chắn là thầy sẽ rành hơn hai đứa em, nên sẽ phụ quay, hai chị em phụ quay phụ lại vậy đó. Nói chung là mong mọi người yêu quý ủng hộ. Tí nãy giờ tí quốc bè đuôi rồi mọi người. Ngon quá. Cả gì mà anh cũng ăn kìa. Như ở Thái Lan đó. Ăn cây à, quét trời cây luôn, nghe cái tiếng đàm. Không, anh thấy bình thường mà em không cây chắc chi anh cây không được á. Không quen, thấy bình thường. Anh cây một xíu làm được cái. Giơ tay lên coi anh, mà cái gia vị nó dính đầy tay luôn nè mọi người, nhìn hấp dẫn không? Ngon lắm mọi người. Thấy anh thơm. Sao em, sao ở mình ít có, ở chỗ đấy ít có chỗ nào vị hì mà kiểu bán ớt nướng hay cái gì mọi người, toàn là ốc rồi chân gà, cánh gà không mọi người, hay là kiểu như ớt nó đắt quá ấy nên ít bán hay sao ạ? Thì bây giờ tí vô chị Năm quay giùm cho tí ăn nha mọi người, để cho nó đàng hoàng nha mọi người. Thì bây giờ tí sẽ ăn có cái mình, nãy giờ tí ăn đùi không mọi người. Được chấm rồi, nước chấm chị. Béo. Hình như cái mình nên
nó cay hơn cái đùi, hai cái đùi nha mọi người. Do chắc cái khúc này thì vớt nước á, nước sốt á, nó vét hơn nhiều ở phần bụng. Nó hơn thì mẹ tí cũng thích ăn phần đùi là hơn là phần mình. Đây này mọi người coi, còn hai cái này. Bị chi nó ăn chân không? Đỡ hai cái mình lại dần tí ấy. Ngon ngon không? Ngon bị chi? Là cái đùi nó béo. Vậy là món này thành công hả? Thành công bao nhiêu phần trăm? Như 90. Không. Món đây thì được 80 nha mọi người, 8 điểm. Còn phần Trang Túy hết 100 điểm mọi người. Nó nịnh đi chứ, nó nịnh chị Năm á. Nó nịnh chị Năm á. Nước sụn, nước sốt cũng được 9,5 điểm luôn nha mọi người. Thì giờ ăn hết thì, rồi vậy sao? Thì bây giờ thì cũng còn 2 miếng nữa thì thì video ra cũng tí làm món đó cũng thành công mọi người. Thì bây giờ tí sẽ video nó cũng dài rồi mọi người. Thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thì tí cũng mọi người có những cái món gì vậy thì mọi người góp ý kiến dưới phần bình luận cho tí. Và tí cũng cảm ơn mọi người. Mọi người góp ấy thì tí thấy cái nào kiểu nó không quá đắt thì cái nào hộp trong túi tiền của anh em một tí, trong cái kênh của anh em tí, thì anh em tí sẽ triển khai và làm video cho mọi người xem. Về tí hơi với chi hứa cũng sẽ ra video cũng nhiều hơn từ trước em mọi người. Thì cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, bye mọi người, hẹn mọi người video sau.